bao nụ cười, quên đi bao chuyện buồn hư. Bên nhau hát khúc ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau đi. Sao con tim tôi ra rơi, những ngọt ngào cùng hòa chung lời hát. Như vậy thì các em phải nghỉ tập một thời gian thôi. Ôi trời ơi. Không được. Thầy bị tai nạn nghề nghiệp. Tôi sẽ là người nhảy thế cho thầy. Hả? Cái ra và... Rõ anh Tân bước sai, rồi bước sai theo luôn sao? Anh không có sai, anh nhảy hứa với em không, anh không bao giờ sai. Vậy nhảy với anh Tân có được cộng thêm điểm không? Ủa tại sao phải cộng điểm? Tại anh Tân có thầy chuyên nghiệp. Em yên tâm đi, nếu anh nhảy sai, anh sẽ cộng điểm cho em. Anh hứa nha. Mời em. Nhớ nha.
Hôm nay chúng ta nhảy điều mới. Em cởi đôi dài của em ra. Mời em. Nhạc tuyết bắt đầu. Hay. Chào cô chủ. Ừ. Trời ơi, cô chủ còn nhảy được luôn hả? Được, được chứ. Ôi. Mệt rồi. Thấy cô chủ yêu nghệ thuật quá ha. Đương nhiên rồi. Không có một cái gì mà có thể tiêu diệt được cái niềm yêu nghệ thuật của cô chủ hết trơn trời. Nói thiệt với cô á, cũng hên có thầy Minh Hiếu cứu cô á. Nếu không mà cô muốn yêu cũng yêu không có nổi đâu. Ủa mày là chủ hay ta là chủ vậy? Mua, mua. Đứng lên. Dạ dạ. Mệt thấy mồ luôn hả? Thì đó, chính vì vậy á mà cô mới nói là cô là thầy Minh Hiếu là hai người giống như là có cái gì điểm điểm chung. Điểm chung với nhau cho nên bị về tội nha. Dạ, tao cũng sợ. Cái gì vậy? Chồng bị như vậy không lo. Lo cho thằng Minh Hiếu à. Ghen, ghen. Lép. Dạ, dạ con. Nhảy với cô. Hả? Gì? Con có bị đánh ghen không? Ghen có tao ở đây, đánh gì mà đánh mày. Nhìn cũng kìa. Dòm chỗ khác. Lép. Dạ. Nhảy đi. Con cái mày nhảy đi lép. Nhảy đi con. Đây. Đó, rồi để đây, đó, rồi tay. Ồ. Oh, nè. Tay ôm mông luôn ha. Rồi, bước nha. Đó, bước xuống. Cái gì vậy? Đi. Tao kêu mày bước, mày không chỉ bước cái thằng quỷ này. Rồi, bước xuống nè. Nè. Ừ, đó, đúng rồi, đó, đúng rồi. Đứng bước qua đó là nè, xây nè, xây nè. Rồi ôm cô lại nè. Rồi cô tè. Thưa các người đẹp, hôm nay chúng ta đang đứng trước mặt hồ lung linh, cho nên ban tổ chức sẽ chọn ra phần thi nhảy, đó là nhảy đầm chứ không phải nhảy xuống hồ. Chúng ta sẽ chọn những người nào điểm cao nhất để lọt vào vòng trong. Và một điều nữa, tôi cũng xin thông báo với các bạn về trường hợp của bạn Ánh. Từ ngày bị té xuống nước, uống nước cho nên bị trúng nước, bạn ấy bỏ tập nhiều buổi và không có mặt buổi thi hôm nay, coi như bạn ấy bị loại. Cảm ơn anh Tư. Tao chửi có tiền rồi nè. Trong bao thơ là tiền. Các em hãy tự đi chọn giải, kiếm thợ may, mỗi người tự thiết kế cho mình một bộ trang phục. Sắp sửa có cuộc thi biểu diễn áo dài thời trang sắp tới. Các em phải tự lựa chọn nha. Nhớ lựa chọn làm sao cho xuất sắc, cho đẹp. Ai điểm thấp nhất bị loại. Loại? Em chọn cô bảy. Tao chọn trước. Nó đó trước nè. Gì vậy? Có chọn thợ may thôi cũng gây gỗ nữa à? Ủa trên thế gian hôm nay có mình cô bảy là biết may đồ hả? Dạ không. Bây giờ không cần chọn cô bảy nữa. Tôi bắt chọn chú ba. Dạ không. Ah!
Lại đây, lắng nghe tình yêu này. Cứ để bao âu lo thở dài, em sẽ thấy nụ cười trong mắt tôi. Lại đây, khi ta tin anh thấy mệt nhoài. Cho nhau bao nụ cười. Quên đi bao chuyện buồn hư. Bên nhau hát khúc ca tiếp.